Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin 60 giây ngày 8 tháng 4 năm 2022. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng sao kê tài khoản ông Trịnh Văn Quyết. Ngày 8 tháng 4, một lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa đề nghị 8 ngân hàng gồm Vietcombank, Techcombank, Sacombank, VPBank, BIDV, SHB, NCB và VIB cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê và sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết cùng hai bị can là em gái ông Quyết gồm Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế và một số cá nhân khác. Cơ quan chức năng xác định từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 10 tháng 1, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích là đẩy giá chứng khoán của SLC từ 14.650 đồng trên một cổ phiếu ngày 1 tháng 12 năm 2021 lên giá trần cao nhất là 24.050 đồng trên một cổ phiếu, trung bình là 22.586 đồng trên một cổ phiếu, tăng 64%. Việt Nam đề nghị kiểm chứng khách quan thương vong dân thường ở Ukraine. Đại sứ Đặng Hoàng Giang trong phiên họp khẩn Liên Hợp Quốc kêu gọi kiểm chứng khách quan thông tin dân thường thiệt mạng trong xung đột Ukraine. Đại sứ Giang khẳng định Việt Nam phản đối và lên án mọi hành vi tấn công dân thường, vi phạm luật quốc tế, luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế. Những thông tin như vậy cần được xem xét trên cơ sở kiểm chứng khách quan, minh bạch với sự hợp tác của các bên liên quan, ông nói. Theo đại sứ, cách duy nhất để giải quyết xung đột là giảm căng thẳng, nối lại đối thoại và thúc đẩy mọi kênh đàm phán để sớm tìm ra giải pháp dài hạn có thể đáp ứng lợi ích cũng như quan tâm chính đáng của tất cả các bên trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nga gọi tổn thất là thảm kịch lớn, mong chiến sự kết thúc trong vài ngày tới. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7 tháng 4 cho hay Nga đã chịu tổn thất đáng kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Đến ngày 27 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng ít nhất 10.000 binh sĩ Nga có thể đã thiệt mạng ở Ukraine. Triển vọng về một thỏa thuận hòa bình phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc Ukraine có sự nhất quán về lập trường của mình và sẵn sàng đồng ý với các điều kiện của Nga hay không. Theo ông Peskov, một trong số mục tiêu của chiến dịch quân sự là tránh một cuộc xung đột quân sự lớn hơn, một thế chiến ba tiềm tàng mà có thể liên quan đến vũ khí hạt nhân. Nếu Ukraine gia nhập NATO rồi cố lấy lại bán đảo Crimea bằng quân sự, những thành viên NATO sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ phải bảo vệ Ukraine dẫn tới một cuộc xung đột toàn cầu. Đối tượng đi xe taxi nổ súng vào nhóm người đang đứng bên đường tại Hà Nội. Ngày 8 tháng 4, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến hai người bị thương xảy ra tại xã Khánh Hà. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 2 tháng 4, anh LT sinh năm 2002 ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì và anh CHD sinh năm 2001 ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì cùng nhóm bạn đang đứng bên đường tại thôn Nhiễu Ngoại, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội. Lúc này, bất ngờ có một xe taxi đi ngang qua, đối tượng ngồi ghế phụ đã hạ cửa kính, rút súng bắn về phía nhóm người đang đứng. Hậu quả, anh T và anh B bị thương tích ở phần ngực, mặt và tay. Hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát do mâu thuẫn từ trước giữa các nhóm nạn nhân và các nhóm đối tượng ở huyện Thường Tín và Thanh Oai. Hiện công an huyện Thường Tín đang tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng. Chùm tín dụng đen Quân Trọng ép khách vay nợ bán nhà phố cổ với giá rẻ. Phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành bắt khẩn cấp Thạch Anh Quân sinh năm 1976, tức Quân Trọng, cùng em ruột là Thạch Thế Nghĩa và các đối tượng Lưu Tiến Huy, Phạm Văn Mạnh. Đây là ổ nhóm tín dụng đen hoạt động cho vay nặng lãi và đe dọa con nợ với nhiều thủ đoạn. Công an thành phố Hà Nội xác định trước khi bị bắt giữ, nhóm của Thạch Anh Quân cho khoảng 100 khách vay
với tổng số tiền vay khoảng 10 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng, ổ nhóm này hưởng lợi bất chính từ hoạt động tín dụng đen với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Cá biệt, có trường hợp bà Y sinh năm 1957 tại Hà Nội, sau khi vay tiền nhưng chưa kịp trả, đã bị nhóm Quân Trọng đe dọa. Sau đó, Quân ép bà Y phải bán lại căn nhà phố cổ ở 37 Hàng Than với giá 1,5 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Sau khi giao dịch thành công, Quân lấy luôn căn nhà phố cổ này làm trụ sở mới để hoạt động cho vay nặng lãi. Tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 60 giây hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!